Sĩ Thanh Hằng đã diễn nha mọi người. Lời nói đầu tiên Thanh Hằng xin trân trọng cảm ơn Lộ Lộ, rất là coi như là thương mẹ và luôn luôn lúc nào cũng dành cho mẹ có những phần ưu tiên được đến đây để gặp gỡ. Quý vị khán giả thương yêu đã mến mộ Thanh Hằng suốt bao nhiêu chục năm qua, Thanh Hằng cũng xin kính chúc cho Lộ Lộ luôn lúc nào con cũng được gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc của mình. Kính chúc quý vị được sức khỏe dồi dào, an lành hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha quý vị ơi. Xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ kính thưa quý vị, và mẹ của em không phải là hát một bài quý vị nha, bởi vì hôm nay là nguyên một show, cho nên bây giờ là sẽ vô trong để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo rất hoành tráng, cho nên rất mong quý vị xin một tràng pháo tay nữa được không quý vị ơi? Thank you, cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Xin mời mẹ.